Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và hôm nay rất là đặc biệt các bạn ạ. Tại sao? Mình vừa mới vào một làng Trung Quốc. Và chúng ta đã rất lâu lắm rồi chưa quay về chủ đề đó chính là những ngôi làng kỳ lạ của Clash of Clans. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với một ngôi làng cực kỳ kỳ lạ trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó chính là người chơi Two Night Goblin. Đây. Đây là một người chơi các bạn nhìn thấy gì chưa? Vâng, leo rank huyền thoại với số cúp cao nhất là 5634 cúp. Và mùa giải tháng 5 năm 2019 thì mức cúp của người chơi này là 5531. Còn mùa giải tháng 2 vừa rồi thì chỉ là 5019 thôi. Những điều đặc biệt mà mình muốn nói đến và mình đề cập đến các bạn ở đây là các bạn hãy nhìn đi. Người chơi này, một người chơi ta hơn 13, chỉ sử dụng đơn vị lính là gì? Barbarian, Archer, Giant, Minion cấp 1. Và duy nhất chơi bằng Goblin, đúng như cái tên của anh ấy. Hay là mình cũng chưa biết là bạn ấy là nam hay nữ nữa. Nhưng mà người chơi 2 là Goblin này và đánh full Goblin luôn. Các bạn hiểu không? À, các bạn đủ được thấy được cái sự pro đến từ người chơi này chưa? Và chúng ta hãy cùng ghé thăm nhà người chơi 2 là Goblin này để thấy được cái sự bá đạo của người chơi này các bạn nha. Đây, ta-da! Thật không thể tin nổi được các bạn ạ. 280 đơn vị Goblin yêu tình mà leo rank được huyền thoại. Kinh khủng khiếp chưa các bạn? Những đội quân còn lại chỉ là những đơn vị lính cấp 1, Barbarian, Archer, Giant với cả là Minion. Đây quả thực sự là một người chơi rất là kỳ lạ trong Clash of Clans rồi đúng không các bạn? Và mình đang trao đổi với các bạn này một tí xíu để bạn ấy chia sẻ cho những cái trận đánh của những cái của người chơi Goblin Tuna này. Và mình sẽ cho các bạn thấy được cái sự tấn công của người chơi đấy là sao các bạn nha. Ok, let's go. Và sau một hồi trao đổi vâng từ tiếng Anh sang tiếng Trung rồi từ tiếng Trung vòng về tiếng Anh thì mình cũng đã thấy người chơi đấy đã share được cái trận tấn công đây rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Và đây, trước mắt chúng ta là một trận đánh với 280 Goblin mắc cấp độ, đánh với cả động đất và 7 bình xương, một bình cuồng nộ anh em ạ. Vâng, đấy các bạn thấy chưa? Vâng, đây là cách người chơi này tấn công. Và người chơi này, vâng, lúc này đang ở rank trai trần một tí xíu, nhưng mà đã lên huyền thoại rồi. Và, Primal Queen. Vâng, tấn công ở những cái hướng mà có những cái mỏ này trước anh em này. Vâng, cực kỳ từ tốn luôn nhá. Vâng, đưa bình xương ra để ăn cái súng cannon này ở đây. Và vâng, cách rỉa Goblin cực kỳ chất chơi luôn các bạn nhé. Cách rỉa là cực kỳ chất chơi luôn. Và các bạn có thể thấy là mở rộng khu vực động đất ở khu vực nhà chính kia để đánh được ăn 2 sao. Hay, rất hay anh em ạ. Đã gồng Queen để ăn, ui tuyệt vời. Vét được rất rộng lớn khu vực từ góc 9 giờ và như vậy là khắp khu vực 12 giờ vẫn có trại lính rồi. Thả xương cũng đã được ra để cắt lóc và chắc chắn là Goblin nó sẽ đâm thẳng vào khu vực nhà chính. Bởi vì bây giờ nhà chính nó sẽ như là một cái kho chứa rồi. Wow. Vâng, cuồng nộ đã được bụng lên cho đại quân và gông đại quản giáo luôn các bạn ạ. Tham chiến cực kỳ sâu khu vực phía trong trung tâm rồi. Và Royal Champion đang xiên khu vực nhà chính. Wow. Đừng có chết Goblin ơi. No. Cái gì vậy? Vâng, đã quay vòng ra để đi chạy ra phía ngoài. Vâng, Goblin cực kỳ tỉnh và đẹp trai anh em ạ. Vâng, anh em nhìn cái đống Goblin này, vũ trổ ơi. Quá hay đối với một người chơi bay cúp ở rank huyền thoại luôn. Đừng có hỏi cái độ phê nữa. Vâng, Goblin 7 mắc cấp độ chạy rất là hoành tráng luôn anh em kìa. Tuyệt vời. Vâng, như vậy là được 2 sao rồi. 52% trong trận thi đấu này và 53 rồi. Tuyệt vời anh em thấy không? Đánh cực kỳ chất luôn. Một trận đánh rất là tuyệt vời. Đấy, 280 Goblin đánh leo cúp huyền thoại. Game là dễ đối với người chơi Tuna Goblin này. Tuyệt vời. Đúng ngôi làng kỳ lạ các bạn nha. Vâng, mình đã thử thách thanh niên Tuna Goblin này đánh nhà mình luôn. Xem như thế nào các bạn nha. Rồi, vâng, thanh niên này như vậy là vẫn dụ lính clan ra trước. Vâng, chốc nữa mình sẽ đổi thử sang một cái mẫu bay khác các bạn này xem sao. Ồ, như vậy là đưa Queen ra để tiêu diệt lính clan. Vâng, rất là tỉnh đòn anh em nha. Vâng, lưu ý trong tình huống này của thanh niên vâng đánh cái mẫu bay Akari của mình. Vâng, rất vui khi được vào clan của bạn Tuna Goblin này để làm video các bạn ơi. Hay lắm.
Ồ, ăn khu vực này là rất tốt này. Nhưng mà đây là bom bẫy hơi bị nhiều đấy. Xông lên, xông lên. Bùm. Vâng, một goblin phá được một đống bom bẫy của mình rồi. Và như vậy là quyết định, quyết tâm tràn vào đây luôn anh em ơi. Vâng, đầu tư rất nhiều goblin ở khu vực này và chắc chắn người chơi này muốn quyết tâm ăn được cái trụ mỏ chim của mình, chắc chắn là một điều như vậy luôn. Em Queen hoàn thành tốt nhiệm vụ khi ăn mỏ chim xong là đại quân còn lại sẽ xông vào lên khu vực nhà chính nhà 2 sao. Vâng, để xem người chơi này xử lý như thế nào nha. Và cái mẫu bay trôn này của mình thì không hề có cái đấy. Ô, trận này người chơi này không đánh bằng xương mà đánh bằng bình nhân bản không kìa. Như vậy là ở đâu à, Baller ở trong trại lính bay rồi. Goblin bây giờ mới bung ra anh em này. Vâng, đóng băng khu vực này và để cho ui đánh rất chất chơi nha. Đai cũng theo dõi trận thì đấy này của người chơi chưa là Goblin nào. Vâng, chạy lòng vòng rồi. Kính tướng tá của mình đang để chạy lông nhông hết cả lên. Vâng, ông kinh gồng lên rồi. Vâng, ăn hết được cái này luôn sao? Vâng, lại bảo có lia toang nhà mình nữa thì cũng cũng đến chịu thanh niên rồi. Ui rồi. Rồi rồi, vâng, thanh niên này quyết tâm ăn trọn bộ nhà mình rồi. Ồ, khu vực này, vâng, Goblin đang lao vào như thiêu thân các bạn ạ. Goblin đang lao vào như thiêu thân nhưng mà máy bắn đá của mình ở hai cái hai bên đây đang tấn công khá là gắt. Đã dừng lại ở 59%. Ok, hay đấy. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến tiếp với một trận thi đấu nữa của người chơi Tuna Goblin này các bạn nha. Ồ, đây là lúc này người chơi này đã lên huyền thoại rồi các bạn này. Vâng, đã tấn công vào khu vực này luôn. Ui rồi. Vâng, các bạn có thể thấy là ở giải đấu huyền thoại thì những cái khu vực nhà chính đã xuất hiện ở một góc và để lại tài nguyên ở phía ngoài. Và đây chính là cơ hội cho đội quân Goblin này tấn công bay ở leo rành huyền thoại này các bạn này. Đừng có hỏi cái độ chất chơi người rơi nữa luôn. Úi dồi, máy bắn đá nó tương kìa. Toàn toác luôn rồi. Để xem nhé, để xem người chơi hóa giải cái nhà này như thế nào. Và trận đánh này người chơi này mang bình nhảy chứ không sử dụng bình đồng đất nữa. Và mỗi trận đánh thanh niên dùng một combo kiểu khác nhau, spell khác nhau các bạn ạ. Nhưng còn lính thì vẫn chỉ là 280 em goblin thôi. Và như vậy trận thi đấu này ăn cái bẫy lốc xoáy trong khu vực này luôn. Và đã thả bình nhảy ở bên kia. Khi mà họ xe bò ụi được vào đây thì là mở rộng để ăn hai sao đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta cùng theo dõi nào. Vâng, đại quân ông tua vào. Ồ, khu vực nhà chính đã hiện lên nhân bản luôn. Vâng, nhân bản là vâng, gồng đại quản giáo quá kịp thời anh em thấy không. Gồng quá chất chơi luôn, máy bắn đá không ảnh hưởng gì. Và bên này đã có một pha đóng băng máy bắn đá và toàn bộ đại quân tùa ra để ăn những công trình còn lại để vét đủ hai sao kìa anh em kìa. Ôi, gục đi nó chạy cực kỳ bá luôn. Nhà này, ô, Queen vẫn còn đây này. Tướng còn rất nhiều nữa này. Vâng, ném đá vẫn còn luôn. Wow, luôn rồi. Vâng, tấn công đi Goblin ơi, nhào vào em ơi. Xông lên. Vâng, ăn rất nhiều công trình rồi kìa anh em kìa. Rồi, tua vào khu vực dưới này. Ui rồi, toe mồm chưa? Vâng, toe rồi. Quá hay luôn, 13 cúp có được cho người chơi Tuga Goblin các bạn nha. Tuyệt vời, vâng. Bay cúp huyền thoại với cả là full Goblin. Quá chất. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng theo dõi người chơi Tuga Goblin này. Vâng, đánh một nhà dưới đây. Thao hơn 10. Vâng, đội quân này đánh nhà này, vâng, full Goblin. Thật không thể tin nổi anh em ạ. Vâng, úi dồi, thanh niên này thao hơn 10 cũng ở tranh huyền thoại rồi à. Vâng, clan này khét lẹt quá nhở. Rồi, anh em dự đoán kết quả trận đánh này sẽ ra sao? Vâng, đánh 3 sao cái nhà này hả? Trời, có không đây? Vâng, thật không thể tin nổi các ông ạ. Vâng, đánh đấm như thế này thì kinh rồi. Beat lại, vâng, Inferno một tia với chúng tôi. Vâng, Goblin nó chạy lông nhông khắp bản đồ luôn. Và như vậy là một thanh niên thao 13. Vâng, sử dụng lính lác tướng tá rồi. Vâng, lính mắc cấp độ Goblin 7. Vâng, tướng là King 70, Queen 70 rồi, Champion 20. Đại quản giáo thì 41, đi bộ luôn. Vâng, dường như cái đội quân tướng này nó đi đến đâu là nát nhà đến đấy các ông ạ. Ghê thật, vâng, hai thanh niên tao huyền thoại bèm nhau.
Vâng, cái đội tướng này nó đi nó cần hết bản đồ rồi. Ui rồi lại thêm một đống bowlers này ném nữa thì thôi thôi thôi. Toàn thật sự, ui rồi vâng, sắm cho quả cuồng nộ nữa. Vâng, một rừng goblin nó chạy kìa anh em kìa. Ui rồi vâng, hành quân đi đường chúng ta đi rồi. Vâng, nó chạy lông rông khắp bản đồ luôn. Rồi chuẩn bị xem nó bu lại nó ăn mấy cái defense nhá. Một thanh niên này. Vâng, nó ăn trọn bộ luôn kìa. Đâu rồi. Úi rồi, nó bu vào đó kìa anh em kìa, cắm rất nhanh. Goblin này mà ở trong lính thủ nhà nó cũng chất lắm đấy. Nó vào nó hút cho thì toàn luôn, và King Queen giờ mới gồng luôn. Úi rồi, khiếp. Đánh thế thì toàn gồng ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với một trận thi đấu đẳng cấp đến từ người chơi Tuga Goblin. Đây, 280 yêu tinh, 4 động đất và 6 bình xương. Rồi, và như vậy là đã tua toàn bộ bình xương của vùng này. Xông lên. Vâng, thật không thể tin nổi anh em ạ. Vâng, các bạn hãy chứng kiến một màn tấn công bá đạo đến từ người chơi này đi. Phá bom bẫy kìa anh em kìa. Ôi trời ơi, vâng, một pha gồng đại quần giáo cực kỳ kịp thời cứu cho đại quân trong tình huống này nào. Vâng, ui rồi bắn luôn cả Royal Champion để ăn được mấy cái Inferno nhiều tia ở đây cứu cho đại quân rồi. Vâng, Goblin chưa bùng hết đâu anh em ơi, Goblin chưa bùng hết đâu. Vâng, đây là một mẫu bay mà như vậy là đã hết spell rồi các bạn nha. Goblin người chơi này vẫn chưa thả hết đâu. Vâng, ăn luôn cái tháp bom rồi, pháo đại bàng đã nằm xuống. Vâng, điệu nhảy tăng vô cũng đã được bật lên. Vâng, trên một mã Goblin luôn. Và bây giờ người chơi này mới bắt đầu bung một ít nữa các bạn này. Vâng, lại bảo clear nhà này đi thì buồn cười. Vâng, bay cúp huyền thoại của Goblin. Đúng là từ khi chơi Clash of Clans giờ mình mới thấy người chơi bá đạo như đây các bạn ơi. Vâng, bay được bằng Goblin 7 mã cấp độ thì đúng là quá dân chơi rồi chứ còn gì nữa các bạn. Vâng, tướng tá ốp lại bảo clear đi. Vâng, Queen 70 chưa gồng. Ô kìa. Ô kìa. Các bạn có thể tin được những gì mà các bạn đang xem không hả các bạn? Vâng, búng 4 cái cannon. Vâng, 3 cái đang nâng rồi. Này thì cannon của chúng tôi này vẫn gồng luôn. Đây là một trận thi đấu bay cúp của người chơi này. Quá hay luôn anh em kìa. Vâng, clear luôn thật. Quá bá đạo luôn. Anh em nếu thấy video này hay, hữu ích thì hãy để lại mình nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật tiếp những series về những ngôi làng kỳ lạ nhất của Clash of Clans các bạn nhé. Full Goblin bài lành huyền thoại, quá trời luôn, 31 cúp, không thể tin được. Vâng, tiếp theo chúng ta cùng đến với một trận thi đấu nữa của Tuga Goblin. Úi rồi, đây là một nhà chính thao 13 nhưng mà mới lên anh em nè, chưa sóng cái máy bắn đá đâu. Để xem người chơi này xử lý như thế nào. Rồi, như vậy là đã có thêm một cái xe đây rồi. Đi từ hướng 12 giờ đi xuống về khu nhà chính. Người chơi này rất hay sử dụng với lại xe. Nếu mà không có xe thì không có cái để mở đường cho đội quân tướng này đi vào đâu. Nhà này để toàn là Inferno nhiều tia thôi. Đã gồng thanh niên kinh lên rồi. Bùm. Chết một đám với ba huyền cùng con luôn. Một bình quân nộ đã được đập ra cho đám bowlers. Rồi lính thủ nhà của đội bạn cũng đã có. Gồng luôn cho đại quân kìa anh em kìa. Ôi, đầu tư thêm một bình quân nộ nữa. Cúp lên để mà hút những cái khu vực xung quanh, những cái công trình mỏ phía ngoài nữa. Trời, ngon ngay các bạn ạ. Trận này nó ngỡ clear đấy. Tiếp tục nào các bạn ơi. Mình không thể ngờ được là lại gặp được một cái người chơi mà bằng chơi full cúp lìn 280 cúp lìn mà lại bay cúp huyền thoại được các bạn ạ. Nói chung là gặp phải dân chơi rồi. Quá dân chơi luôn. Khiếp. Anh em nào có combo dị như thế này thì liên hệ mình nhá. Mình làm video chứ còn gặp cái quả đánh thế này thì khẹt lẹt rồi. Tha hồn 13 full goblin. Không mở lính chỉ có là nâng cấp goblin, chả nâng cấp gì ngoài khác cả.
Những cái lính khác thì những chỉ là Barbarian, Archer với cả là Giant thôi. Minion đó chỉ là cấp 1, không thể nâng. Siêu dị ở đây rồi. Vâng, như vậy trận thi đấu này lớn ngớ rồi. Ôi giời ơi, vâng, như vậy là Queen với cả là đại quản nháo chạy sang bên này thì nó sẽ bị thiếu thời gian mất rồi. Nó sẽ chắc chắn bị thiếu thời gian mất rồi. Chạy sang bên này đây. Không kịp rồi. Tiếc thật, 96%. Vâng, và như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn một trong những ngôi làng rất là kỳ lạ của Clash of Clans, đó chính là của người chơi Tuga Goblin các bạn nha. Vâng, chỉ chuyên đánh với cả là Goblin thôi. Không thể đỡ được các bạn. Quá hảo diệu luôn. Đấy, một người chơi của Clan Trung Quốc. Đó. Đây các bạn nha. Nếu các bạn thấy thích video này của mình hãy để lại mình nút like, share, ấn vào đăng ký kênh nhà Cá Thịt Gaming, cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất của Clash of Clans, cũng như là những cái thông tin rất là kỳ diệu mẫu bay rồi là con bộ bay này các bạn nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tới nha. Bye bye.